1.200 khán giả ở đây sẽ giữ bí mật cho con. Được chưa? Nếu này, nếu còn mà hơn 1.200 người mà biết là như thế nào, là bị phạt à? Phạt gì nhỉ? Quỳ gối à? À quỳ gối. Không quỳ trước đi. Cô Tâm nghĩ là bây giờ cô Tâm được kể cho bạn Tâm nghe nữa rồi. Thêm 2.000 nữa thôi. Ok. Thế thì cô Tâm cảm ơn nhé. Nhưng mà mình có ý định nói cho bạn Ngọc biết không? Không. Sao thế? Sao thế? Con có nhờ, cần nhờ cô Tâm nói dùm không? Cần cô Tâm nói dùm không? Thế hôm nào mình giả bộ cái mình mời bạn Ngọc đi chơi rồi gì đi. Đi chung chung lớp đông đông ấy. Cái cô Tâm tới, cái cô Tâm nói là bơ thích Ngọc nha. Được không? Rồi sau đó con tự xử lý ha. À. Cô Tâm cảm ơn con nha. Và chúc con có một mùa Valentine thật là hạnh phúc. Thật lòng xin lỗi con.
có muốn nghe ông không à? Ơ sao mà sao vậy? Năm nữ trong hát bà em thôi được không? Cho hát bà em thôi được không? Được. Okay. Mà tao chưa xong nhiều. Bây giờ mày có đợi kia kìa.